Thưa quý vị, chính thức đến trường muộn hơn 2 tuần so với các địa phương khác và lại là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ học tập để học sinh bắt kịp chương trình. Việc triển khai sách giáo khoa mới ở lớp 1 vì vậy cũng gặp không ít khó khăn. Học sinh lớp 1 của Đà Nẵng bước vào năm học mới sau chương trình làm quen trực tuyến. Trực tiếp gặp cô, gặp bạn, thay đổi môi trường học tập, không ít học sinh còn bỡ ngỡ trong những buổi học đầu tiên. Hiện nhiều trường đang tăng tốc dạy học cho các em để bắt kịp với chương trình của cả nước. Bây giờ một ngày các em học có một bài, nhưng bây giờ các em một ngày học hai bài. Như vậy là cái sự tiếp thu của các em nó sẽ hạn chế. Và đặc biệt là những cái em mà tiếp thu chậm thì những cái lượng từ nó nhiều quá, làm cho các em cũng hơi vất vả. Để đảm bảo cho chương trình giáo dục phổ thông mới, hiện nay 100% học sinh lớp 1 của Đà Nẵng được học 2 buổi trên một ngày. Song hành với chương trình giáo dục mới là phương pháp dạy học mới. Giờ đây, các em học sinh không phải đọc chữ theo cô giáo một cách thụ động, mà được chủ động nắm bắt chữ cái thông qua các hoạt động trên lớp, từ đó ghi nhớ bài học tốt hơn. Về ban đầu thì chúng ta nhìn sơ vào cái cấu trúc của sách giáo khoa thì chúng ta cảm nhận là nó có phần rất là nặng hơn so với chương trình cũ. Nhưng nếu mà chúng ta được tìm hiểu sâu, tìm hiểu kỹ, đi theo một cái quá trình và tạo cho các em được những cái nề nếp ban đầu thì với cái chương trình sách giáo khoa tiếng Việt như vậy thì sẽ không là nặng, nhưng mà nó sẽ mang lại một cái lợi ích tích cực cho các em. Bởi vì đó là năm học này nếu các em đảm bảo được mục tiêu của chương trình thì sẽ tạo được một tiền đề và một nền tảng rất là vững chắc để các em theo học ở những các lớp học sau. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình mới giảm tải tổng thể, còn môn tiếng Việt tăng thời lượng 350 tiết lên 420 tiết trên một năm để trẻ đọc thông, viết thạo. Chương trình tiếng Việt được nhiều giáo viên đánh giá nặng hơn so với chương trình cũ. Đối với cái chương trình mới này thì chúng tôi chưa có cái sự giảm tải. Chỉ là giảm so với lại cái môn toán là so với cái chương trình cũ là một tuần 4 tiết. Còn bây giờ cái chương trình mới là có 3 tiết theo cái chủ đề. Còn riêng cái tiếng Việt thì tăng thêm 2 tiết. Và hai cái tiết đó là hai cái tiết để giúp giáo viên ôn cho các em. Ôn về là đọc và ôn về viết cho các em. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết chương trình lớp 1 có quy định chặt chẽ, chuẩn đầu ra khi kết thúc năm học. Vì vậy, việc đánh giá chương trình nặng hay nhẹ khi năm học mới bắt đầu chưa được một tháng là chưa đầy đủ cơ sở. Tuy nhiên, trước phản ánh của nhiều giáo viên, phụ huynh, Bộ sẽ tiếp tục lắng nghe phản biện các vấn đề phát sinh trong thực tế.